và người bạn của tôi Camlot quay trở lại cho mob.io, nhưng lần này bọn tôi đã quyết định sinh tồn và tiến hóa cùng nhau, không ăn thịt lẫn nhau, để xem bọn tôi có thể tiến được bao xa và tiến hóa được đến loài vật gì. Đây là một trò chơi sinh tồn mà tôi đã từng làm video trước, nhưng lần này tiến hóa hai người đi cùng nhau thì có lẽ là mọi thứ sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều, và để xem hành trình này sẽ như thế nào. Nào, đi ăn đi. Ôi, đấy, vừa vào bú được ngay cái này là kinh nghiệm lên tầm mập đấy. Còn ở đây có mấy cái cây nó sẽ mọc ra quả cho mình này. Đớp hết, bác đớp hết. Ta sẽ tiến hóa thành con thỏ đây. Đi cùng nhau đi. Ok, đi cùng nhau, đừng ăn bác nhé. Nhưng bác, con chưa tiến hóa. Con thỏ có khả năng là đào hố anh em ạ, để chui xuống rồi trốn. Tôi không biết con thỏ ngoài đời nó có khả năng đấy thật không, nhưng mà trong game này khả năng đấy khá yếu. Tức là thật ra chả làm được cái gì đâu. Ăn hết tất cả cỏ cây hoa lá có thể lấy được. Phải uống nước nhá. Những cái con sinh vật này của mình phải uống nước thì nó mới sống được cái thanh nước kia kìa. Nên là đừng đi xa nguồn nước quá. Rồi đứng đây để tăng kinh nghiệm anh em ơi. Cái cục tím tím này thậm chí là nó còn tăng cả thanh nước. Lên cấp. Chúng ta hai lựa chọn là con chuột chuỗi và con gà. Nhưng mà chắc là tôi cứ đứng ở đây để tôi bú cái cục này thôi. Chẳng cần phải đi đâu đâu anh em ơi. Bác sẽ chỉ tiến hóa thành những cái con bay trên trời thôi. Những con kiểu gia cầm thôi. Được. Lên cấp rồi anh em ơi. Nào. Chả thấy cắp lót đâu cả. Bác vẫn đứng im một chỗ nãy giờ. Ôi, con vịt nó ăn luôn Hoàng rồi. Thế bảo ăn được con vịt. Bác ăn con vịt con mà. Vịt con đi sau đít nói. Rồi, giáng cấp rồi. Thành con lợn. Không biết tại sao con lợn lại dưới con dê nữa. Nhưng mà thôi cũng được. Và thật ra lên lại cũng nhanh. Ông lợn này cái gì ông ăn được. Ở đây, cắp lót này. Tên đang, gì đấy con? Đang bú cái cục màu tím. Yên, nào, bú với nào. Sao con của bác mất sừng rồi? À. Nào, nào. Bác là đừng có dí mồm vào đấy. Bác là con cái rồi, hôn cho nụ nào. Ờ, đào đi để ăn. Đấy, khả năng của loài hươu. Có con mob.io này, mình ăn được nó không? Ôi, ôi. Thôi. Ôi bác ơi. Chui xuống lỗ đi. Sao con dê này thua con võ kiến? Đây rồi, tiến hóa rồi, cam lót tiến hóa chưa? Nhím cáo và thành con cáo đi, nhờ tiến hóa thành con cáo nhá. À đây rồi, săn luôn anh hiêu. À, chạy với tao á? Làm miếng nào. Nào, đớp miếng nào. Ấy à. Làm anh hiêu anh em ơi. Rồi, chạy nhanh thế. Ơ. Tao khả năng là đá mày ra khỏi hang. Chiêu gì kỳ cục thế. Ê ơi, tôi đá nó ra khỏi hang. Đơm. Sao con của bác cứ chả đánh được ai đấy. Ê, giết thằng yêu này. Đá nó ra khỏi hang đi, cắm nó đây. Đá nó ra. Đá của gì? Đá của gì? Ôi giời ơi. Ăn thằng yêu đá đi. Đá như nào? Đá như nào? Phê kép đấy, chiêu của mình đấy. Sao bác cứ chả dùng được chiêu vậy? Ăn thằng yêu đi. Bác ăn rồi. Ăn chưa? Ăn rồi, bác tiến hóa được thành con ngựa vằn. À thôi, tiến hóa này con hươu cao cổ đi, trông cho ngầu. Bác tiến hóa thành con chim ma cao. Bay phành phạch lắm. Ui, tiến hóa tiếp luôn rồi. Con hươu cao cổ à? Bác lại tiến hóa tiếp rồi, bác thành con báo đen. Ui, gặp mẹ con rồng mà ơi, cứu. Không cứu được. À thôi, bác cũng gặp con rồng đấy rồi. Thôi. Nó đổi mục tiêu sang bác rồi. Nó lại đổi mục tiêu sang bác rồi. Rồi, may qua bác chui được xuống cái lỗ. Tạm biệt Camlot nhá. Bác chui xuống cái lỗ vậy. Bác phải đi đây. Chịu rồi, tam quả hươu cao cổ gặp ngay con rồng. Rồng nó cứ phun lửa từ xa thì chạy kiểu gì được. Đây rồi, biến tiến hóa thành con báo đen rồi. Báo đen có sức mạnh là chạy nhanh. Có thế đấy à? Báo rồi mà con. Thế tại sao phải thêm từ đen vào? Chạy nhanh. Đây rồi, tôi có thể ăn được cái cây nấm to hơn rồi. Tuyệt. Cái nấm này tăng rất rất nhiều kinh nghiệm, giúp mình lên cấp rất nhanh, tiến hóa thành bạch hổ hiếm có. Tên nó thực sự là bạch hổ hiếm có. Đây rồi, phải ăn cái cây nấm to này anh em ạ. Cây nấm to này tăng nhiều lắm, nhưng mà mình không nên để nó bị giạt ra ngoài biển. Nhưng mà con bạch hổ của chúng ta lại bơi được nhá. Ăn tí tảo anh em ơi. Bác đang là con gấu này. Ăn cả sao biển luôn. Đây rồi, bác tiến hóa thành con sư tử. À không, bác tiến hóa thành con cá sấu đi. À, tiến hóa thành cá sấu đi, anh em mình thành cá đi. Cá sấu có khả năng là cắn và giằng đối thủ nhá. Bác tranh thủ làm tí ốc nhái, tiến hóa cho nó nhanh. Còn ra cứu Camlot, bị con gì đuổi đấy.
Không biết, con gì trông cá lắm. Các sinh vật ở dưới nước này hay cực cao lắm ạ, mình cứ tiến hóa dưới nước đi. Nào. Bác bị con gì? Cái con này nó cứ đuổi bác bực quá. Đơm luôn. Tiến hóa anh con gì đây? Cá mập. Baby shark du đây, cao lắm đây. Để bác đến cứu, ở chỗ nào đây? Đây đây. À đây. Nào đừng có ăn bác. Nhìn nhỏ thế. Ơi, có thằng cá nóc trong này này. Ơi, đuổi thằng cá nóc này với bác. Ơ, mày dám ăn. Bấm chuột trái, bấm chuột trái. Đây nha, con cá mập nha. Cam lót bấm VK là nó lặn xuống. Xong rồi lao lên nó đớp cho phát. Xong rằng. Đây này. Rằng. Rằng, ôi mà đúng lúc bác rằng thì nó phồng lên như con cá nóc. Xong rồi nó gai gai vào mồm. Đuổi nó. Nó nhanh quá. Ơ, nó đang là cá nóc. Nó thành luôn một con gì màu cam. Nó chịu rồi. Con đấy là cái con gì đây? Chúng ta phải tiến hóa cùng với Camelot để kiểu sinh tồn cùng nhau nó dễ hơn anh em ạ. Không là lát nữa bị mấy cái thằng khác nó khỏe nó vây là khó lắm. Ở trên cạn thì vừa thấy quả anh rồng phun lửa. Chịu rồi. Đây, sắt tiến hóa rồi anh em ơi. Ủa ơi. Ơ, à, đây là một thằng cá mập khác. Không phải Camelot. Nhưng mà thằng này cũng to. À, là một thằng cá nóc phát. Ê, bắt thằng cá nóc với lại Camelot. Bắt như nào? Đuổi đấy, nó đi. Ôi trời ơi, nó phồng mồm bác rồi. Ôi, nó phun cả nước. Thằng này quá tiểu xảo. Mày đứng lại. Gia phát này. Gia phát khả năng người xem mình. Gia phát bơi ở chỗ khác em ơi. Bắt thằng cá nóc với lại đi. Để giận. Nó bơi quá nhanh. Đây rồi, bác sắp bắt được nó rồi. Nó lặn nhỉ? Răng. Nó lại phồng rồi. Trời ơi, con này phòng thủ quá kinh. Cao lót bấm với kép. Không phải cắn bác. Nào đi ra. Bác không thả được, lá nổi thả ra. Bỏ bác ra, nó chạy rồi. Bằng rơi hết cả thịt ra đây. Có bằng việc bác đang ăn thịt chính mình không? À thôi, nó tiến hóa rồi, giờ nó trả thù. À không, nó vẫn dạng thấp hơn mình. Thôi, mình phải làm ngay con ốc này để có sự tiến hóa kịp thời. Không là chết. Cá voi sát thủ, bác đánh cá voi sát thủ thôi. Con của mình không thể ăn được cái con ốc đấy. Nhưng mà giai đoạn tiến hóa tôi khá là nhanh. Tôi nghĩ là tôi sắp vượt qua cái giai đoạn cá voi sát thủ này rồi. Cá voi sát thủ bắn ra sóng nước này. Bác ăn được cao lót này. Được. Đấy, bác ăn được cao lót đây này. Đây, ví dụ nha. Đấy, bắn đá. Đau. Ơi, bác phải đi bắt ngay cái thằng bạch tuộc kia phát. Nhìn ngon quá. Làm tí bạch tuộc đã cao lót ạ. Ở đây nha, tiến hóa nhanh lên. Bác đi bắt cái thằng bạch tuộc ở đây rồi. Thành cá voi sát thủ đi. Bắt thằng bạch tuộc này. Bắt thằng bạch tuộc này. Ơ, xin nhá. Ngon đấy. Uầy, ăn xong thằng bạch tuộc phát cấp độ tăng hẳn. Thôi, bây giờ mình ăn chay tí, làm tí rong biển cho nó mát. Khá chắc ngoài đời là cá voi sát thủ không ăn rong biển. Có thì thi thoảng phải ăn cho nó mát đi. Thằng cá mập này. Lần đầu tiên thấy có cái sự kiện đó là một con cá thấy con cá mập lại lao vào. Con cá mập phải sợ tôi quá này. Nó phải lặn mãi chả dám lên các bạn ạ. Ngồi lên cho tao. Ơi, nó sợ mình quá rồi, nó chui luôn vào cái hõm hõm kia rồi. Thôi kệ, tha nó đi. Tôi định bắt con bồ đông ấy nhưng mà nó vỗ cánh bay đi luôn. Uầy, con ốc 21.000 kinh nghiệm. Biết thế nãy mình ăn con ốc cho nó nhanh đi. Ăn con ốc đi, cao lót đây. Bác ăn ốc nãy giờ à? Bác tiến hóa rồi này. Đấy, chỉ ăn con ốc thôi. Nãy giờ bác mất nhiều thời gian đi đuổi cái thằng bồ đông quá, nó bay đi luôn. Bác phụt cho phát nhé. Nào, đẩy đi đâu đấy. Rồi, tiến hóa thành cái gì đây? Ô, cái gì đấy? Ăn được cam lót này. Nào, bác xem nào. Nào, em không biết đây là con gì. Blue whale cam lót ạ. Là con gì? Cá voi xanh. Ô, cá voi xanh là to lắm đấy. Chiêu của mình là gì? Lặn xuống. Không, con nào vẫy đuôi. Con nào cũng lặn xuống mà. Mình là lặn xuống vẫy đuôi. À, nó đánh một cái vùng đuôi đằng sau ấy, rộng lắm, hình tròn. Được rồi, nhưng mà tôi nghĩ là cho dù có là con gì đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ đi ăn ốc. Tôi trèo lên cả bờ. Ôi, tôi rồi mất nhiều nước quá, từ từ. À, đây rồi. Đây này, thằng cá mập này nó đang lặn này, nó đánh bác nãy giờ này. Đánh hai anh em tao à? Rồi, cuộc đời coi như xong rồi, cứ lặn suốt. Không, nó sẽ phải lên đấy, nó ngạt đi. Sao cá mập lại ngạt được? Đây, nó chỉ bị ngạt rồi này. Nó hết cái thanh ấy phát là nó phải lên thôi. Lặn chỉ được một khoảng thôi. Anh cứ lặn suốt đi.
Thật ra bọn cá này thì nó có cái trò lặn đấy để chạy trốn khá bực. Đây rồi. Ok, nào. Quật mặt bác rồi. Bác đánh đuôi vào mặt Camlot rồi, chịu ơi. Rồi, thủy quái hay là King Crab? Làm con buồng đấy, cho mà bị bắt. Mình làm thủy quái đi anh em ơi. Lựa chọn, chọn làm cuồng đế để cho nó ngon này. Ăn cho nó ngon anh em ạ. À, nó sẽ hút vào đây rồi. Nó hút tất cả trong cái vùng đấy vào. Xong nó chỉ việc cắn ở trong đấy thôi, kinh lắm. Mấy con ong này cứ đốt bác. Điên quá. Thôi bác ăn cả ong. Cần nhiều kinh nghiệm lắm Camlot ạ. Đây rồi, Camlot đây rồi. Cả đời làm mấy con này thôi. À, đây. Bác hút ngay. Từ hai thằng. Sao không cắn được nó con ơi? Con này vì không ăn được. Ăn được, chỉ hút được thôi. Mình hút là nó mất máu là nó sẽ chết. Cứ hút nó đi. Bắt nạt cái gì. Chị ơi, chắc viewer. Đây rồi, sắp chết rồi. Trông nó khó xử quá, bị hút được hai con. Lên bác xem nào. Ôi, nó chết một lần nữa rồi nó chết. Rồi ơi, hút đúng lúc nó lặn. Nó chết rồi, lần này nó chết này. Ơi. Đâu rồi? À, hình như nó chết rồi. Đời làm con cua gặp mẹ con thủy quái. Tự dưng giữa biển con báo này. Mày xuống đây à? Tội xuống đây. Mặc đớp luôn. Nhớ là người xem thì sao? Gì nhỉ? Ơi, cái con cá voi sát thủ này. Một đớp, hai đớp. Xin nhá. 265.000 kinh nghiệm. Ngon. Con cá đuối này, ăn được đấy. Rồi, bác đờm ngay cái thằng. Bác bị nó đốt rồi. Rồi, xong. Một thằng. Còn thằng cua này nữa, thằng cua. Camlot ơi, giúp bác thằng cua. Camlot ơi. Ông được cắn đuôi con cá đuối đâu. Camlot ơi. Bác bị cá đuối đuổi. Camlot. Bác bị đuổi, chơi tí. Cua này nó biết chơi quá. Đang ở đâu? Cua này bác phải trốn vào đây rất rồi. Trốn đi. Bên trái các nó đây. Giúp bác ra cứu bác không bác chết. Đây 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 đây, trong cái lỗ này, có cái thằng cua này nó võ lắm. Ôi. Đấy, bác bắt tụng nó vào, hai anh em mình bắt nó. Nó lặn rồi. Phải cắn được vào đuôi nó ấy, phải cắn được vào đuôi nó. Mạnh quá, nó mạnh quá. Thôi còn cả cái thằng kia nữa. Ăn tạm thằng này đi. Đấy, nấp rồi. Rồi. Khả năng là bác chết. Không, anh em mình giết được, cùng tung chiêu vào thằng cua đấy là được. Này, khi nào hồi chiêu bảo bác nhá. Rồi, bác hồi này. Lên, tung. Đàm nó quá to. Đứng đứng vào cục màu tím kia nó hồi máu. Cục màu tím hồi máu cho lên mình là... À, không đủ máu rồi, lên một phát là chết. Cục màu tím hồi máu cho mình. Rồi. Khả năng là bác chết luôn. Trời ơi, còn thằng cá voi sát thủ cứ quấy quấy mình nữa. Chạy đi, đau quá. Chạy, kiếm mấy cục màu tím đi để hồi máu đi. Chạy đi. Nó đuổi kìa. Cánh cua ông đuổi rồi. Trời ơi. Tự dưng động ngay cánh cua hoàng đế. Ai tại bảo nó ngon cái gì đấy. Sao nó khỏe. Nó khỏe thế. Ôi thôi, xong cái thằng tôm rồi. Cứ phải nấp cái này cả đời rồi. Ôi. Xin mày đấy. Xin mày đấy, thằng cua. Tao làm gì đâu. Trời ơi. Sao nó lại chọn bác thay vì Camlot nhỉ? Nó không tha. Giúp bác. Không giúp được. Ơi, bác cầu máu được nó này, bác đang cầu máu nó này. Cố giúp bác. Dùng chiêu, dùng chiêu trượt. Nó bắn đẩy bác ra, không phải bác dùng chiêu trượt. Dùng chiêu nó mới mất được máu. Từ từ này, nó lên bác cùng dùng này. Dùng. Ai rồi. Đấy. Bắt cấu được. Khó đéo mà dùng. Đấy. Cấu được thêm nửa máu nữa rồi. Lặn xuống đi. Lặn xuống,
lặn như nào? Giữ V kép. Nó lên phát thì tung chiêu. Đấy. Đấy. Nó sắp cút rồi. Lặn xuống. Không, nó cứ ăn cái máu này này. Đây, nó sắp cút rồi. Bị xóa, bị xóa, bị xóa. Ơi. Loại lặn. Dùng chiêu. Dùng chiêu đi. Ăn cục máu, hồi máu. Dùng chiêu. Ôi, bác sắp chết rồi. Trời. Chết luôn rồi. Nó chết rồi. Thôi. Đợi bác chết nữa là đẹp. Hai thỉ quái đại dương ơi. Thỉ quái thua con cua chịu rồi. Game này quá vô lý. Mày giết đi, cua hoàng đế ơi. Tuyệt vời. Mà bài học rút ra ở đây là hai con thủy quái Kraken là không ăn được con cua hoàng đế nhé các bạn nhé. Một loài rất là kinh. Các bạn hoàn toàn có thể mua con cua hoàng đế này giá 5 triệu con. Ăn nó thực sự chiến thắng hai con Kraken nhé. Ok, tạm biệt mọi người nha. Okay. Nhớ like và đăng ký kênh nha. Nhớ like và đăng ký kênh cho tôi. Không phải là cam lót. Không phải là cam lót.